Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Võ Văn Tần. Đường Võ Văn Tần nằm trên địa bàn các phường 5, 6 quận 3, từ công trường quốc tế đến đường Cao Thắng, dài khoảng 2.688m, qua các ngã tư Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, ngã ba Trần Quốc Thảo, ngã tư Trung Định và huyện Thanh Quan. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Cư thì thời Pháp cũng bắt đầu đường này mang tên là Cao Núi Dài. Ngày 24 tháng 2 năm 1897 đổi là đường Costa. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi là đường Trần Quý Cáp. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 Ủy ban quân quản Sài Gòn đổi là đường Võ Văn Tần. Đường Võ Văn Tần là một cung đường đẹp và mát mẻ bậc nhất thành phố, bởi dọc hai bên đường là những cây cổ thụ to lớn, những hàng me xanh mướt được trồng san sát nhau, không chỉ tạo mảng xanh cho thành phố mà còn tạo cảm giác dễ chịu cho những ai đi qua đây. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua làm lá me bay bay trong gió tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Giữa thành phố hiện đại, hối hả như thành phố Hồ Chí Minh, con đường này là một trong những nơi còn lưu giữ nét đẹp thơ mộng, nhẹ nhàng vốn có từ thời xưa. Việc hàng ngày được sinh sống và đi lại trên con đường xanh mát như thế này, chắc hẳn bất cứ trong chúng ta cũng đều mong muốn. Nói về vị trí đắc địa, đường Võ Văn Tần nằm cận kề với hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà là địa điểm vui chơi, ăn uống sầm uất suốt ngày đêm. Tiếp giáp với những tuyến đường huyết mạch của thành phố như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng tháng 8, giúp giao thông thuận tiện. Từ vị trí đường này, chỉ mất vài phút để di chuyển ra quận 1 và nhanh chóng di chuyển ra các quận trung tâm khác của thành phố như quận 10, quận 5 giúp thuận lợi cho việc giao thương phát triển kinh tế văn hóa giữa các khu vực. Là một con đường nằm ở vị trí trung tâm thành phố, thuận tiện giao thông, cơ sở hạ tầng vật chất hiện đại. Vì thế đường Võ Văn Tần là nơi tập trung rất nhiều văn phòng công ty, tòa nhà cao ốc như tòa nhà 123 Building, Agres Sài Gòn Building, Lim Tower Mai, Sài Gòn Mansion, 3G Building, KM Plaza, HAD Office Building. Và rất nhiều tòa soạn báo cũng chọn tuyến đường này làm nơi đặt trụ sở như Báo Người Lao Động, Kênh 14, Việt Nam, Số Hạ, Alpha Merly. Ngoài ra, đường Võ Văn Tần còn là nơi tọa lạc của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Trường Đại học Mở thành phố, Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố, Hồ Chí Minh, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Với những đặc trưng nổi bật nói trên, đường Võ Văn Tần có thể nói là một địa điểm lý tưởng cho vị trí lưu trú của bạn. Hoặc những ai cần một mặt bằng để làm ăn, kinh doanh thì nơi đây cũng là một vị trí rất phù hợp để buôn bán, kinh doanh đa mặt hàng, đa dịch vụ. Ông Võ Văn Tần sinh năm 1891 tại làng Bình Tả, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu mía ớt. Lúc trẻ, Võ Văn Tần theo học chữ Hán, sau đó thấy chữ Hán ít thông dụng nên tiếp tục học chữ Quốc ngữ. Vào đời, Võ Văn Tần làm thầy giáo làng dạy chữ Hán. Ông có dịp hiểu sâu sắc đời sống cơ cực của nông dân. Làm thầy đồ không đủ sống, Võ Văn Tần xuống Sài Gòn làm nghề kéo xe. Ở đây có dịp tìm hiểu thêm cảnh sống vốn cùng của người lao động. Ông nuôi chí căn thù bè lũ xâm lược và tay sai. Những năm 1924 đến 1925, Võ Văn Tần tham gia hội chính Co An ninh và tích cực hoạt động trong tổ chức của nước này. Cuối năm 1929, nhận thấy những mặt hạn chế của hội chính, ông cùng một số hội viên tích cực khác gia nhập Tân Việt Cách Mạng Đảng, sau đổi thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Võ Văn Tần là bí thư chi bộ Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đầu tiên ở quận Thủ Đức. Khi quận ủy Đức Hòa thành lập, Võ Văn Tần được cử làm bí thư. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1930, để phối hợp với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và biểu dương lực lượng quần chúng, Liên tỉnh ủy chủ trương phát động cuộc đấu tranh của nông dân trên quy mô liên tỉnh Gia Định, Chợ Lớn. Nhiều cuộc biểu tình đồng loạt nổ ra ở Hóc Môn, Bà Hôm và Đức Hòa. Tại Đức Hòa, quần chúng nhân dân tham gia biểu tình theo ba hướng, tạo thành ba cánh tiến về quận ủy.
đồng chí Võ Văn Tần được phân công phụ trách cánh từ lầu ra đi xuống. Khi đoàn biểu tình kéo về quận lỵ thì địch đàn áp, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo quần chúng trong trạm quyết liệt. Sau cuộc biểu tình tại Đức Hòa, địch tăng cường đàn áp, khủng bố. Không bắt được Võ Văn Tần, chúng đã kết án tử hình vắng mặt đồng chí. Đầu năm 1931, ông được cử làm bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn. Tiếp đó năm 1932, ông làm bí thư tỉnh ủy Gia Định. Ông chú trọng tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng, củng cố phát triển cơ sở và cho ra tờ báo Lao Động để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân. Năm 1937, Võ Văn Tần được cử làm bí thư xứ ủy Nam Kỳ, sau đó được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của xứ ủy, đứng đầu là đồng chí Võ Văn Tần, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ phát triển khá đều và mạnh. Ông là linh hồn của phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Ngày 14 tháng 7 năm 1940, địch bắt đồng chí Võ Văn Tần trong lúc đang họp tại nhà chị Nà, một cơ sở của đảng ở xã Tân Thới, Trung Hóa Môn. Biết Võ Văn Tần là một cán bộ cao cấp của đảng, địch đưa về giam ở Bốt Cang Chi Nà. Bọn mật thám đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, không tìm những cơ sở đảng nhưng đều thất bại. Sau gần một năm giam giữ, bằng mọi thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn giả mang làm cho đồng chí chết đi sống lại nhiều lần, bọn địch không khai thác được gì ở đồng chí. Không thể khuất phục được người cộng sản kiên cường, thực dân Pháp đưa Võ Văn Tần ra tòa án binh, lấy cớ chịu trách nhiệm về mặt tinh thần cuộc rối loạn ở Nam Kỳ năm 1940 và để kết án tử hình đồng chí. 7 giờ sáng 28 tháng 8 năm 1941, địch đã xử bắn đồng chí Võ Văn Tần cùng với các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến tại khu giếng nước nay là Bệnh viện Hóc Môn. Sau khi hy sinh, đồng chí không có bức ảnh chân dung nào. Do vậy, gia đình đồng chí đã thuê người vẽ lại chân dung tại quê nhà sau năm 1954 và đã được những người thân trong gia đình, những người hoạt động cùng với đồng chí công nhận là rất giống đồng chí lúc còn sống. Bức vẽ này đã được gia đình tặng lại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhân dịp đoàn cán bộ của bảo tàng đến sưu tầm. Bức vẽ chân dung đồng chí Võ Văn Tần đã được lưu giữ cẩn trọng và mang số ký hiệu 5124-459, kích thước 30x40cm, tranh vẽ sơn dầu có khung gỗ màu nâu. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng màu sơn vẽ vẫn còn mới, toát lên hình ảnh một người bí thư xứ ủy đầy cương nghị, có tấm lòng kiên trung với đảng, với dân, với sống giản dị, chân thành và trong sáng. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Tần, tháng 8 năm 1891, tháng 8 năm 2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự tại Long An và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Trong bài phát biểu, đồng chí đã nêu rõ trách nhiệm của chúng ta hôm nay là làm sao khơi dậy và phát huy truyền thống ấy để tinh thần cách mạng của ông Võ Văn Tần nói riêng, các thế hệ chiến sĩ cộng sản nói chung trở thành nền tảng và động lực cho chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập và noi theo, nhằm vươn tới tương lai, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, tên của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Tần được đặt cho nhiều con đường tại thành phố Hồ Chí Minh và địa phương khác trong cả nước. Trên quê hương Long An, tên ông được đặt cho một con đường tại trung tâm phường 2, thành phố Tân An. Tại huyện Đức Hòa, nơi ông lãnh đạo cuộc đấu tranh ngày 4 tháng 6 năm 1930, một công viên văn hóa lịch sử và một ngôi trường vinh dự mang tên ông. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tên tuổi và cuộc đời hoạt động của nhà cách mạng Võ Văn Tần vẫn sống mãi với bao thế hệ người dân Long An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, mãi mãi là tấm gương. Vậy là chúng ta đã đi đến cuối hành trình.
trình con đường này. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình con đường tiếp theo. Các bạn muốn chúng tôi quay những con đường nào, hãy comment ý kiến bên dưới nhé. Hãy chia sẻ, bấm chuông để nhận được những video